thấy thế nào còn ít nhất một tuần nữa bận nhà hàng 57 tầng kỷ niệm 10 năm gặp nhau ai nói chuyện trước ấn tượng đầu tiên về tối nay đưa nhà hàng mắc tiền cảnh đẹp nổi tiếng xa đặt bàn từ khi nào đi chung háo hức or hào hứng lần đầu tiên thường không tốt cho sức khỏe